khán giả mà không thấy mặt anh như vậy nha, khán giả sẽ nói là anh xấu xí dữ lắm luôn á, xấu đến mà mau chê quỷ hờn luôn đó. Xấu hơn một con quỷ nữa đúng không? Cái điều này thì tao nghĩ là mày hơi xúc phạm con quỷ. Bắt ta đi, bắt ta về gặp Diêm Vương đi, quăng ta vô chảo dầu đi, cho ta đầu thai thành một người khác đẹp trai hơn đi. Dạ xa quá nhìn không tới. Wow. Đừng có lợi dụng chỗ này mà tính khóa mau Diêm Hậu nha. Người nói là ngu đầu không đẹp đúng không? Dạ. Nhưng đối với ta, ngu đầu rất là đẹp. Bây giờ tôi biết thì ra là Diêm Vương, ông có tình riêng với tôi. Ta à, rất là tự hào về cái xấu của ta. Xấu gian danh bốn bể, xấu banh chợ banh nhà. Ta không hề buồn, ta không hề tự ti. Vì sao? Vì ta không bao giờ soi gương. Phải tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Ai nhập mày vậy? Anh là ca sĩ Duyên Trường. Anh sẽ nói với tất cả mọi người biết, anh chính là ca sĩ Duyên Trường. Anh không sợ gì hết. Đón xem Diêm Vương Xử Án tập 12 Ôi Trương Chi, phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 23 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.